sinh mình khổ đến bao giờ. Các bạn chia sẻ nhóm đấy. Hả? Đi hồi Bắc Việt Nam rồi. Hello. Xin chào tất cả anh em nha. Mình đã quay trở lại. MC Hiệu Nghĩa. Chào anh em đang xem nha. Mình đã quay trở lại. Là... Mày là gì nhỉ? Mẹ. Chào anh Châu Thanh Vinh nha, chào anh Trường Tổ nha, chào anh Hoàng Hiếu nha. Quay chuối ở dưới này cao luôn. Chào Khánh Chó nha. Ai là ai? Thắng nào? Thắng mua đêm rồi. Thắng Quỳnh thắng đúng không? Ừ. Lắm thắng. 9 người đang xem á. Anh em ai muốn nghe nhạc gì thì comment nha. Làm về muộn đấy. Em chưa biết làm đấy. Sau đêm luôn. Có biết bài nào hay không em ơi? Anh khoái nghe bài này. Bật nhạc cha mẹ với lại nhạc gì cái ghép sau lưng cho nó chất nha. Chào Hưng Cỏ nha. Trót sinh ra phần đời trái ngang. Ê, có chương trình hát theo yêu cầu nữa. Nghe yêu cầu hát bài gì ca sĩ sẽ hát. Anh cứ vậy sao thân? Thân thì thân chứ em liên quan gì em. Muốn thân hơn không? Giới thiệu bài gì đây? Cái đêm bạn Hưng Cỏ nha. Mấy ai? Ai á? Chắc đồng nghiệp á. Là anh tập trung sang đi. Mày MC cho nó tốt tí đi. MC có biết ai chào. Chào hết. Chào Lê Dự nha. Đúng rồi. Chào cho đàng hoàng. Anh em vào comment cái gì mình giao lưu tí. Đêm khuya rồi. Đêm khuya thanh vắng mình ít nói nha. Ít nói thì người ta đừng đéo gì người ta xem. Chào Nguyễn Đức Tuấn nha. Của em yêu ơi. Chào thì anh em xem nha. Khuya rồi chứ ngủ à anh em. Để xem ai làm ghê. Quay cái hình ấy, người ta xem hình thôi. Mình đang quay hình đấy. Cho nó chuẩn vào. Anh muốn giữ
Anh hướng nào nhỉ? À, anh hứng hả? Dạ, em đứng lâm, đêm anh ạ. Khỏe chứ anh? Anh đứng lâm đêm à? Xem sụt giảm đáng kể. Bị Nguyễn Đức Toán comment mà không trả lời gì hết vậy? Vì ai đâu trả lời mấy? Trả lời nói tao để tao biết chứ, comment tôi ai biết gì được. Làm tí dầu ăn nha anh. Tí dầu ăn Toán ơi. Chào bạn anh em xem nha. Đây là anh Sâm Phượng Hoàng cho anh gọi là anh đến từ Hàn Quốc. Đấy. Có em nào đang xem nhờ? Anh giới thiệu. Em nào đang ghé thì anh giới thiệu. Chào gì ngoài tiền. Chào Nguyễn Hải nha. Lai lai thôi anh ơi. Cái dạo này é đó. 15V à? 15V thì rủ bô thì là đi chơi bô được rồi. Nhất gì sớm thế. Chuyện luôn á Hải ơi. Có tiền mình qua mình chuyện luôn. Để lâu nó bay đi mất. Rồi, xong là phải xong liền. À, để lâu á nó bay đi mất luôn ấy. Ok em nha. Cứ ráng cày có tiền là inbox cái là có lịch ngay. Đầu bếp thiếu gì tiền em? Ok em. Cảm ơn Hải nha, khi nào em xong thì nhắn tin nhá. Mà đau quá. Để cái góc nữa. Đau à? Cái gì? Quay cái góc. Nữa hả? Có sáng sáng tí này. Không phải sống bụt đen đâu. Vậy à? Cá quá. Cái nó xấu lắm á. Không biết anh luôn à Hải ơi. Thôi ngủ được rồi em.
xong phần trên này đi. Chứ phần dưới mình một cây cũng được. À, anh Lý đang ở Sài Gòn nha em. Đang ở Sài Gòn. Mình tìm về Tết. Mình tìm cứ vợ á. Dạ. Sài Gòn ơi. Mình bỏ rồi. Ô môn này. Em ơi, nhà đâu có sắm nhiều, để dân chơi mới đi sắm thôi chứ còn lại không có. Đang qua đây ha, đang qua đây cũng giữ em được một tên. Chào Đào Văn Khắc nha. Buồn em ơi. Công việc ổn không? Bảy người đang xem không? Nhiều không? Đâu? Bảy người. Ở đâu? Có là chưa xe. Chưa xe đúng không? No, slow motion. Tụi ra mới xong là mới che hết nguy hiểm. Chào Huy Hoàn nha. Rất dẻo quá. Cái này khách chịu đau ghê lắm chị ạ. Không đau tí nào. À, khóc ạ. Về lỗ tập rồi ngủ rồi. Chắc trong nghỉ tí lắm. Nghỉ xíu hả?